là số đầu tiên trong chuỗi đối thoại cùng CEO dành cho sinh viên WTEC thuộc tất cả các ngành nghề. Chương trình Học và làm gì để thành công trong thời đại 4.0 do Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp WTEC tổ chức diễn ra ngày 22 tháng 5, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo sinh viên. Đến với chương trình, diễn giả là các doanh nhân thành đạt từ các doanh nghiệp uy tín trong nhiều lĩnh vực đã mang đến cho sinh viên cái nhìn toàn diện về thị trường trong thời đại 4.0, hướng dẫn các bước chuẩn bị về tư duy, kỹ năng và tâm lý cho hành trình khởi nghiệp. Đây là những hành trang thiết thực để sinh viên chinh phục doanh nghiệp và làm chủ sự nghiệp của bản thân trong nền kinh tế hội nhập. Được biết, đối thoại cùng CEO được tổ chức định kỳ hàng tháng để tạo môi trường giao lưu, học hỏi thiết thực cho sinh viên.